Như các bạn biết thì mình chính là một trong những người chơi Blockfoot rất là pro. Cũng không hẳn nhưng mà mình có thể thức tỉnh tộc ở trên PC. Tuy nhiên hôm nay Roblox đã bị sập nên là mình sẽ quyết định chơi Blockfoot trên điện thoại lần đầu tiên. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4 với 145 cái phần bình luận nha. Ok, như các bạn thấy trên màn hình đây đó chính là giao diện của Blockfoot trên điện thoại. Thì bây giờ mình sẽ chọn file hải tặc luôn nha. Let's go. Hello. Ui, bên đây là nút nhảy nè. Rồi bên đây là nút di chuyển. Ủa sao anh di chuyển chậm vậy hả? Anh di chuyển chậm vãi luôn nè, coi nè Phú. Ủa em cũng làm được nữa nè. Rồi cái gì bên đây một đống nút luôn vậy? Aura rồi flash step là gì? Sao trên điện thoại thấy nhiều thứ vậy Phúc? À, nút này là bật tộc. Rồi này là haki. Nhiều nút vãi. À nhưng mà có một cái là thấy rõ ràng nhất trên điện thoại đó chính là cái độ bạ nó hơi xấu ha. Tất nhiên rồi, trên điện thoại mà nặng quá là không ai chơi được chân á. Rồi, đây là admin gacha trong Blockfoot nè. Em muốn trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên random giết quỷ trên điện thoại không? Ok, em nghĩ con random trên điện thoại nó sẽ may mắn hơn á. Làm sao nói chuyện? À đây đây đây, bấm vô màn hình. Khó quá, à, di chuyển khó quá. À. Rồi, mua giết quỷ đầu tiên trên điện thoại. Bùm. Ủa, có giết quỷ ở đâu? Gì vậy? Bro, nó scam giết quỷ anh hả? Bấm gì dấu cộng đi. À. Ôi. Cũng lỏ quá ha. Ủa rồi góp ra sao? Bấm vô màn hình á. Ôi. Thì mặc dù mình đang chơi trên cái điện thoại iPhone 19 Pro Max của mình, nhưng mà độ họa của game Blockfoot trên điện thoại cũng khá là xấu hả các bạn. Ôi, có giờ có iPhone 19 Pro Max nữa hả? À, chứ sao? Điện thoại đó không chừng là nó có Roblox phiên bản C5 luôn rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ test hết chức năng của mấy cái nút này trên điện thoại nha các bạn. Thấy cái khóa cho nút mà không biết dùng để làm gì nè. Bản năng du cực hả? Ồ, là haki quan sát. Ray skill là bật tộc rồi đúng không? Dash. Ê, còn cái flash step thì sao xài ta? Anh bấm vô nó không có được gì luôn nè. Rồi phải nhấp nữa, bấm một lần và nhấp ra chỗ khác. Ở trên đây thì chúng ta vẫn có thể bật haki các kiểu luôn nha. Nói chung thì trên điện thoại vẫn đầy đủ chức năng hết, nhưng mà có một cái là nó khó sử dụng hơn xíu thôi. Ồ, và chúng ta còn có mấy cái món vũ khí ở phía dưới nữa kìa. Thì hiện tại mình đang có cái quyết quỷ thực, cái trái bottle và cái bucha. Ok, thì hiện tại chúng ta có cái melee ở đây và chúng ta có thể quýnh khi mà click vào màn hình. Nhưng mà làm sao sử dụng chiêu ta? Nó có chữ use nè, nhưng mà anh không biết cách xài. Bấm vô thử rồi. Ủa, sao xài? Oh, bấm vô rồi sau đó nhấp vô màn hình là nó xài chiêu nè. Ơi mà cảm giác kiểu nó hơi bị chậm sao ha. BBB sao combo được trời. Mà em thấy nhiều bạn trên TikTok xài điện thoại BBB má rất là pro luôn á. Ờ thiệt, bạn nào mà BBB trên điện thoại pro được thì mình đúng là nể. Thì các bạn ơi, mình mới chơi thôi, mình không biết cách di chuyển luôn nè. Di chuyển nhìn ngu ngu sao á. Ok, và thử thách của mình bây giờ đó chính là sẽ đi kiếm NPC ở đó để quýnh thử nha các bạn. Let's go. Đây rồi. Bây giờ mục tiêu của mình sẽ là thử hạ gục con quái này thử xem sao nha. Rồi, xài chiêu. Chúng rồi, chúng rồi. Hình như anh nghe nói trên điện thoại là nó có cái auto aim, không biết có thiệt không, nó đến xài chiêu thử nha. Như là thiệt hay sao á. Để mình thử cái lời đồn auto aim trên điện thoại có phải không nha các bạn nè, để đây nha. Xiu. Ồ, làm gì có. Ui, vậy mà trên điện thoại mà em trúng được là đúng là đỉnh luôn á. Cái ngón tay anh che mất tiêu con quái luôn rồi, không thấy ở đâu thì xài. Chắc phải dùng hai ba ngón tay cùng lúc luôn á. À, nhưng mà trên điện thoại thì anh nghĩ phải có cách gì đó là có thể auto aim với ta. Ui, à anh có thể chỉnh cái độ quả anh cao lên được nè. Đù. Chỉnh up rồi hả? Bro. Ủa có khác gì không? Hình như cũng như nãy à. Nó xa tầm nhìn hơn á. Rồi, thì như các bạn thấy nãy giờ cái độ khó trên điện thoại phải gọi là siêu cấp khó đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ thử sử dụng nó bung trên điện thoại thử xem coi là được hay không nha. Rồi, đây là Phúc. Giờ tụi mình thử kiếm cái bung này nó làm nữa coi được không? Ờ, kiểu làm lỗ bung trên điện thoại anh nghĩ là chắc khó hơn bình thường á, để coi thử làm cái lỗ bung dễ nhất đi. Ok. Đầu tiên anh sẽ làm cái lỗ bung của cây sắc so, cái lỗ bung tháo vũ khí thôi được rồi. Tại anh thấy thì cái lỗi đó sẽ siêu dễ luôn. Đâu mình thử làm thôi nha. Đầu tiên là xài chiêu ít nè. Rồi, tháo khí xài chiêu ít. Bro. Ủa? Ôi không làm được, khó các bạn ơi. Thử một lần nữa, thử một lần nữa, chắc chắn là phải được các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chiêu ít và tháo vũ khí nha. Được chưa? Ui. Ui. Được rồi kìa. Ồ, trình vẫn cao nha. Anh bro vậy, trên điện thoại vẫn làm được hả? Có gì đâu Phốt, vậy mới gọi là ông chùm nó bung chứ. Coi anh nè, coi anh nè. Hình như là nhảy, nhảy. Ủa sao nó không bay? Ôi trên điện thoại hình như không làm được cái sao. Ồ trên điện thoại sao khóa màn hình được ta? À đây nè, cái nút khóa màn hình ở dưới kìa thấy không? Ồ. Ồ. Ui. Ồ. 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 Bay được kìa. Wow, trên điện thoại chúng ta vẫn có thể sử dụng bung được nha các bạn. Ơi, 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 anh làm sao nhảy lên. À, anh chết hả? Anh không biết cách nhảy lên. What the hell? Trời ơi, chết mochi á là anh. No way, bro. Rồi, nói chung nãy giờ anh thấy anh cũng hơi quen trên điện thoại đó. Em muốn thử va chạm chứ không? Ờ, em chọn trái quỷ nào em thích nhất coi. Ơi, trên đây chọn trái quỷ nhìn đẹp chứ hả? Ok. Cái nút kéo nó mập bằng
Trời ơi là trời. Ok anh chọn trái quỷ đi. Từ khó rồi, anh vuốt không đi, anh vuốt màn hình không à, what the hell. Ờ các bạn ơi, làm lỗi bung nó còn dễ hơn là gì kéo cái nút nè. Rồi thì đối đầu với Vidac thì mình sẽ chọn trái tủ của mình nha các bạn. Trái T-Rex. Vô chưa, sẵn sàng vô đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3 vô. Ăn gian hả? Ơi sao xài chiêu? Anh quên cách xài chiêu nữa rồi. Ơi xài chiêu khó à. Anh không có nhắm được. Ây da. Này mày cũng không khó lắm đâu. Nè nhắm. Mày. Ui ôi trúng cái kìa, trúng cái kìa. Không sao không sao, anh nghĩ là anh sẽ quen thôi. Anh nghĩ là anh sẽ quen thôi. Quen nè, quen. Mày quen. Hút máu nè, hút máu nè, hút máu lại nè. Ui xài chiêu cái gì vậy? Sao anh đứng yên một chỗ rồi? Chạy lúc nào? Chạy lúc nào đây? Ôi anh thua em chơi mobile lẫn PC luôn. Bro anh không biết cách chạy trên mobile quá, anh cứ đứng yên một chỗ hoài à. Ma cây khoa các bạn ơi. Một lần nữa đi. Lần nữa hả? Ừ. Chắc chắc không vậy? Chắc vô. Rồi bắt đầu. Sẵn sàng vô, lần này anh không nhường em nữa đâu. Mày chạy chịu tầm bậy rồi chứ gì. Nè. Mày xàm. Mày xàm. Mày. Nè. Chạy, chạy. Chạy hả Phong? Ui hay kìa. Hay kìa. Ôi mình sợ rồi bạn ơi, mình sợ rồi. Thằng này nó bắt đầu rồ rồ rồi đó. À biến hình hả? Anh cũng biến hình nè. Em cũng biết biến hình nữa nha. Quên đâu rồi. Em nè. Ui. Để em biến hình cho anh coi. Ai chuyên gian hả? Cái này anh giúp em up mà anh cũng có mà đúng. Ủa, không? Làm sao biến hình Phúc? Làm sao biến hình cái đó vậy? Bao nhiêu cộng cái chiều backening á đủ hành làm biến hình được. Anh hết thanh luôn rồi. Mày đứng lại để em giúp anh lên thanh. Mày. Ở backening là lúc này đúng không? Lúc này đúng không? Biến hình. Ơi. Wow. Hai tập hiên hẳn đánh nhau kìa. Nhưng mà lần này anh sẽ biến hình T-Rex một lần nữa. Đâu rồi? Ui ui ui. Mày. Không điều khiển được màn hình á. Mình công nhận luôn nha, bạn nào mà chơi được cái lock foot trên điện thoại này mà combo bro bro á thì đúng thiệt là nể phục bạn đó thiệt. Respect, respect. Ui mình mới chơi một xíu điện thoại em nóng á nè. Ừ chơi một xíu thôi mà điện thoại mình nóng kiểu giờ hay bỏ trứng vô mà chiên đồ ăn được luôn á. Mặc dù cái iPhone 19 Pro Max của mình thì các bạn biết cái đó nó cũng khá là mạnh mà đúng không? Vừa chơi vừa nấu đồ ăn chiều ăn luôn các bạn ơi. Em muốn thử đi red không Phong? Đi đi đi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình với Vidac sẽ thử thách là đi red trên điện thoại thử xem ra sao nha. Ở đây anh mua chip cho, anh là người tốt mà. Mua trái Rumble nha. Trái Rumble hả? Ok. Rồi, mua trái Rumble. Ok, có chip Rumble nè, đi thôi, let's go. Bấm nút đúng không? Rồi rồi, sẵn sàng chưa? Vô đó. Rồi rồi. Thì đây chính là lần đầu tiên mà mình với Brad trải nghiệm cảm giác đi red bằng điện thoại luôn nha các bạn. Giữ cái màn hình là xài chế độ đúng không? Ủa sao xài chiêu có chế độ được? Anh không có gồng cái bàn tay lên được, what the hell? Không được. Ây da, ây da, cứu anh với, cứu anh với. Ôi mày. Đây, đây đừng chết nha. Ôi anh điêu luyện quá Phúc ơi, anh điêu luyện quá Phúc ơi. Ây gì vậy? Ây ơi xài chiêu khó vậy, tự nhiên anh xài chiêu sẵn luôn rồi. À đây rồi, anh biết cách sử dụng cái bàn tay bình thường rồi Phúc ơi. Nè anh đấm kìa, anh đấm kìa. Ôi đấm tác dụng quá, không trúng cái nào luôn. Thôi rồi, để anh giải quyết mấy con mày này cho. Gomugumuno. Thằng chết đó nha. Rồi Mochi Mochino. Cappuccino. Mochi Mochino Gatengen. Ôi hay quá Phúc ơi. Ê tới thử thách cao nhất của mình rồi đó, đó chính là đi qua biển anh. À quên, anh có chiêu ép của trái Mochi mà lăn qua biển thôi. Ôi hay vậy. Ôi má kiểu cái này mình không có kiểu sao ta, mình không có giữ chiêu được á, cứ bấm cái nó xài chiêu luôn à. Ôi nó chứ chơi điện thoại khó thiệt nha các bạn, mình công nhận luôn á. Bạn nào mà chơi trên điện thoại. Rồi rồi anh xài chiêu sẵn rồi, cái gì vậy? Dạ anh không di chuyển được, cứu anh với, cứu anh với. Anh nghĩ chứ hôm qua nổi đảo nằm đâu Phúc ơi. Khó vãi luôn á, sao mà chơi điện thoại được hay vậy ta. Gomugumuno. Ui hay vậy, qua đảo tiếp theo kìa. Đâu rồi, ở đâu vậy? Ôi tính ra cũng dễ chứ ta. Easy các bạn ơi, easy các bạn ơi, qua đảo thứ ba nè. Để anh giải quyết mấy con phía ngoài cho, quýnh mấy con phía trong đi. Anh tới nè mày. Ôi 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 ôi, quay lại. Bro, anh mới xài chiêu C mà không trúng ai hết. Ôi nhiều con bu với em quá vậy, để anh giải quyết nó cho. Mày, em mở mà vậy Phốn sao đông quá vậy? Ôi nó bu đông địch thui quá. Ôi đông phải, em chịu nổi không vậy? Em còn nhiêu máu? Ôi các bạn ơi, trận này với đắt bét gánh tem chứ nãy giờ mình thấy mình không làm được cái gì hết. Anh giữ chân cho nó cho, quýnh ơi, quýnh ơi. Đây đây, quất nó. Ui. Mày. Rumble user này mạnh quá. Ừ, mấy con Rumble user là nó hơi trâu quá nha. Cẩn thận Phúc ơi. Cẩn thận. Ê, ủa? Gì vậy? Nãy giờ anh ở dưới biển. Trời ơi, chết hả? Có vãi trưởng, nãy giờ anh gói xuống biển này anh không hay luôn chứ. Vậy là thử thách thất bại rồi các bạn ơi. Ôi, giờ thử thách của chúng ta đã thất bại rồi các bạn ơi. Thì phải công nhận là chơi trên mobile khá là khó luôn nha. Bạn nào mà chơi Lockfoot trên mobile thì bạn hãy nhớ comment bên dưới để điểm danh cho mình biết nha. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy chơi trên mobile quá khó thì các bạn hãy lên shop mình để thuê cà thê nha.